Con người bây giờ rất đổi thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy. Còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, đừng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thật nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đau. Giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy bước cùng tôi, we are superhero. Người kia bao nhiêu sóng máu vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Anh hùng không phải ở đâu xa, mà nằm trong chính con người bạn. Kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan. Dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước, nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối nơi trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới những chính mình giờ lưu. Người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy. Còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, đừng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thật nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đau. Giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy bước cùng tôi, we are superhero. Người kia bao nhiêu sóng máu vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta.
chúng ta. Anh hùng không phải ở đâu xa, mà nằm trong chính con người bạn. Kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan. Dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước, nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối nơi trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chiến thắng với thế giới những chiến binh giờ lưu hương. Sao hết mọi thứ mà giấc mơ yêu rồi, giải cứu thế giới tôi xa những kẻ thù gian tà. Vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Chúng